Lại một buổi chiều thứ bảy, em lại rất vui được gặp mọi người. Xin chúc mọi người một buổi cuối tuần vui vẻ. Và hôm nay em cũng rất vui được test cho anh Hưng Hiền ở Cẩm Khánh, Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh Hóa một cái điện, cái inverter 12V 1000W. Thì trước đây là lần thứ hai anh mua đồ của em. Thì trước anh có lấy em hai cái bình Vision 120A, 12V 120A và một cái inverter 500W. Nhưng mà hôm nay anh mới điện cho em, hôm qua anh mới điện cho em này. Cái đấy thì anh để lại cho đứa em dùng, tại vì anh bảo là muốn mua cái lớn hơn để về có mất điện thì thoảng có thể hát karaoke. Và hôm nay em cũng muốn test cho anh và cũng giới thiệu qua cho mọi người luôn. Đây là hộp của nó đây. Đấy, trong của nó đây mọi người. Cái này của nó là nó nặng cỡ tầm gần 3 kg nha mọi người. Đây cái thùng của nó đây. Đó. Đây là cái inverter. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Ở đây là dây để kẹp vào bình. Đấy, xốp đây. Cái này mặt trước của nó là đây. Đấy, 1000W 12V 200 chuyển sang AC 220V. Đây, em xin test cho anh Hưng nha. Em cũng rất cảm ơn anh, tại vì anh đã tin tưởng dùng hàng của em trong thời gian qua. Cả cái hai cái bình viễn thông, một cái cục nạp 3 chế độ và một cái inverter 500W rồi. Thì đợt này anh muốn lấy cái 1000W. Thì em sẽ hướng dẫn và test cho anh. Thì đằng sau nó có như thế này. Đấy, thì đây sẽ có một cọc ấm. Đây, anh vặn cái này ra. Đây, em đã đấu xong. Thì dây đen ta đấu có cọc âm. Đây, anh sẽ phân biệt rõ ràng như thế này. Đấy, anh về anh đấu như thế này là ok. Thì cái này là mặt sau của nó thì có hai cái quạt 12V là mát. Còn mặt trước của nó là như thế này. Đấy, có cổng 5V để sạc điện thoại. Đây là ổ cắm ra 220, đây là công tắc tắt bật inverter. Đấy thì tại vì hôm nay em sẽ thử tải lớn cho anh nên em sẽ ghép hai cái bình 12V. Đấy, thì cái này là 12V nên em sẽ ghép song song hai bình để em test thử cho anh và bây giờ bắt đầu em đấu. Thì tại vì cái này đấu nó cũng lâu nên em đã cho gián đoạn video. Đây em đã đấu sẵn đây, em qua một cái kiểm tra công suất của nó là bao nhiêu watt. Đấy, để dòng bao nhiêu. Cái này thì em hay dùng để kiểm tra bình. Thì em đấu như thế này để nó mọi người thấy nó thực tế. Đấy, thì mình thử thực tế như vậy cho nó chuẩn hơn. Đấy, em đã đấu kết nối xong hệ thống của nó. Đấy. Và giờ em xin test cho mọi người xem. Hiện giờ thì cái này đồng hồ này đang chỉ là A là 0. Đang là 0A. Còn bên watt bây giờ là cũng đang mặc định là 0. Và công suất của nó bây giờ cũng đang là 0. Còn vôn là 12V 8. Đấy. Thì em xin test. Em xin bật kích. Đấy. Bật kích lên. Thì dòng của nó không tải thì nó nằm ở tầm là 0,5 ampere. Đấy. Tiêu thụ khoảng 6,7W. Đấy, mọi người thấy không? Anh Hưng để ý nha. Đấy, dòng của nó tiêu thụ rất ít. Riêng cái hệ của hàng này thì dòng em đã dùng thì cực kỳ tốt. Nếu dùng hệ 24 thì còn tốt hơn. 24 của 1000 hoặc 2000. Nếu dùng công suất lớn thì nên dùng hệ 24 thì nó tốt hơn cho bình. Thì bây giờ em xin test test tải. Thì để test cái kích cho anh á thì em cũng chuẩn bị rất nhiều nhiều đồ. Thì ở đây là có cái máy cắt
hàng đúng hàng công ty luôn của Hitachi. Đấy, cái này là 715W. Đấy, em sẽ chuẩn bị hết. Đây, cả bóng đèn đây, bóng đèn chữ U. Bóng này là 40W. Đó. Rồi là muốn đúng kích xin chuẩn hay không á. Mọi người mà muốn biết xin chuẩn hay không á thì mọi người phải thử với quạt. Quạt nó chạy êm như điện lưới thì là ok. Thì đây mình có cái quạt điều khiển hãng của Trinh 2. Thì quạt này nó cũng nằm ở cỡ 60W. Đấy. Thì bây giờ em xin test nha. Thì đây em có một cái ổ cắm này. Mình lấy đây cho mọi người xem nhé. Đây em có cái ổ cắm để cắm cho cái đây nha mọi người. Đây này. Đó, đây nè. Đầu ra và đầu vào của ổ cắm này. Ổ cắm này nó hơi dài một ít. Ổ cắm em đi công trình mà. Đó, thì giờ em cắm vào kích này. Đấy, bóng sáng này. Đây em rút ra này. Em tắt kích này. Đấy, bóng này tan. Đấy, mọi người để ý nha. Đấy, giờ em bật lên này. Đó, bóng này sáng này. Đây này. Đây này, em cho vào, thử vào kích để em cắm được nhiều thiết bị hơn em ạ. Bây giờ em thử với cái quạt nha. Em thử với quạt trước. Đây là cái dây quạt này. Đó, em cắm vào này. Đấy. Bây giờ em bật quạt này. Đấy, bây giờ em bật cái quạt lên á thì công suất nó đang lên là 85W, 6,8A. Đấy, mọi người thấy cái đồng hồ không ạ? Đấy, thì cái quạt nó quay êm như điện lưới. Đấy, cái quạt nó quay êm như điện lưới. Nếu mà xin chuẩn thì quạt quay êm. Đây, cái quạt đây em quay cho mọi người xem đây. Đấy, cái quạt quay êm như điện lưới. Đó là xin chuẩn là nó như vậy. Thì bây giờ là em xin cắm một cái bóng này kèm theo nha. Bóng này 40W này. Đấy, hiện giờ đang 86W. Thì bây giờ em cắm thêm cái này. Đấy, lên 100. Em để sang đây cho nó đỡ chói. Đấy, là lên. Bây giờ là đang là 129W, 130W. Dòng bây giờ đang là 10A. Đấy. Bây giờ em thử một cái máy cắt. Đây ạ. Đây cái máy cắt của Hitachi nha. Hàng đúng hàng công ty nha các bạn. Đấy, 715W. Đấy, 220V, 712, 715W. Em thử cái này rồi cho mọi người xem nha. Đây, em cắm vào đây. Đấy, em bật máy này. Đấy. Dòng bây giờ lên là 35A. 35A. Thì cái máy này cho em nghĩ gì nữa. Đấy. Công ty đây nha mọi người. Bây giờ em thêm một cái máy khoan này. Đây, máy khoan này. Máy khoan này thì nó mất hết thông số rồi. Nhưng theo em nghĩ thì lúc đầu mới mua về thì cái khoan này là 360W. Em thử với cái khoan ạ. Dây dạo nó hơi lầm nhầm nó tại dây em đi công trình nên nó dài. Đây nha mọi người. Em du luôn, chạy rất tiếp nha. Giờ em bật kèm theo một cái máy khoan này mọi người, máy cắt này. Đấy. Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy không? Giờ dòng nó đang lên là 44A. Đấy. Cắt, cắt máy khoan. Đấy, thì đây là một cái máy hàng em chuyên đi công trình. Máy này theo em nghĩ thì chắc nó nằm ở cỡ tầm mấy trăm watt gì đấy.
em ghim thử cho mọi người xem nha. Đấy, em ghim cái máy này vào thì nó lên là 86A 1011W. Đây, mọi người xem này, đèn báo. Đây, đồng hồ nó chỉ là 1011W 86A 87A. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đấy, cái này thì nóng này. Đấy, máy hàn này, máy này nó nằm gần 1000W đấy mọi người. Sẽ đốt. Đấy, đang chạy tải của nó là 1010W nha. Bây giờ em bấm thêm một cái khoan này nữa, nó nằm ở tầm 300W. À, cái khoan này em rút ra rồi, em rút điện rồi, giờ em sẽ rút cái máy cắt ra. Rút cái máy cắt ra, em cắm cái máy khoan này vào. À, em thử này. Em nhớ theo. Nó lên 96A. Giờ vôn của nó tụt xuống là 11 vôn 6. Điện tiêu thụ bây giờ là đang là, điện tiêu thụ bây giờ đang là 11.175W. Đây, em bóp nhả vô tư luôn, mọi người để ý nha. Đây, kích không bao giờ ngắt, kích không hề ngắt nha. Đó, kích hiện giờ vẫn chưa nóng, quạt làm mát vẫn chưa khởi động. Đấy, em cắm cái này vào, giờ hiện giờ đang còn đèn xanh là chế độ nung, đang là 1032W. Đấy, dòng của nó tiêu thụ giờ là đang 88A. Đấy, mọi người thấy cái hàng chất lượng, nhưng mà hàng này nó vẫn có hàng nhái nha mọi người. Nếu mua đúng hàng công ty thì về dùng yên tâm, không vấn đề gì cả. Đây, em test cho anh Hưng. Thì thời gian qua thì anh em rất cảm ơn anh, tại vì hôm qua anh điện cho em thì anh cũng nói là bình anh về anh dùng rất hài lòng, và cái kích điện hãng này cũng vậy nên anh quyết định lấy. Đấy, bây giờ quạt mọi người có nghe không ạ? Quạt làm mát của inverter mới bắt đầu hoạt động. Đấy, đang thổi có tầm vài giây đã mát cái này. Nếu mọi người mà muốn dùng lớn á, thì nên ghép hai bình. Như thế này là dùng là quá sức chịu đựng của hai cái bình này rồi. Hiện tại vì em đang test cho mọi người xem thì video nó hơi dài một chút. Đó, thì test cho mọi người để mọi người thấy được. Khi mua cái inverter này, cái này của nó trọng lượng của nó nặng gần 3kg. Nhưng mà có những cái có khi là cỡ 2.000, 2.500, nó nặng cỡ tầm có 5 lạng hoặc 1kg thôi. Thì mọi người biết được cái chất lượng bo mạch ở bên trong người ta làm như thế nào. Nên là tìm mua được những cái inverter nó đúng. Thứ nhất là xin là nó chuẩn. Hiện giờ quạt đang vẫn quay nha mọi người. Xin chuẩn. Và thứ hai, công suất thực của nó là đúng như vậy là ok. Đấy, mọi người xem này, bây giờ nó xuống 150W. Thì cái đồng hồ báo nhiệt này nó đã nhảy sang lúc đỏ. Bên này nó nhảy xuống 150W. Vôn lên 12V4. Đấy, dòng xuống 11A. Mọi người chắc thấy rõ đúng không ạ? Đấy, không xin gì cả. Đó, thì có mai á, chủ nhật á, thì sẽ có 1 đến 2 người vào nhà em lấy bình á, thì chắc buổi chiều em mới giao bình được. Thì tí nữa có gì là em sẽ liên hệ lại. Còn những ai mà xác định lấy số lượng lớn á, thì có gì đặt trước cho em nha. Chứ với là nhiều bác đã đặt á, thì chắc chắn lấy thì hãy đặt em. Tại vì nhiều khi các bác đặt em để 1-2 ngày sau đấy lại nói là không lấy, thì có người muốn lấy thì lại lỡ. Thì hiện giờ cái này là chuyển sang chế độ nung. Thì mọi người thấy là 1040W. Đấy, này nó 88A. Thì bây giờ em thử cho mọi người xem một cái khoan này 360W luôn, không chê gì cả. Máy vẫn hoạt động bình thường, không bị nháy, bóng đèn vẫn sáng, quạt vẫn quay. Đấy, cái này của nó là công suất của nó chỉ là 1000W, nhưng em đã thử lên gần 1500. Thì các bác thấy được là cái hàng của nó chuẩn. Đấy, quạt làm mát đã cắt nha các bác. Đấy, thì các bác thấy được là cái hàng chuẩn, đúng hàng công ty và hàng chất lượng của nó, về mình dùng nó yên tâm. Em bán cái này thì em chưa bị khách hàng nào phản ánh về chất lượng cả. Thì với là
Còn nhân tiện video này em cũng nói luôn là khi em bán kích này là một bán các đồng hồ hoặc là watch DC đo này và tất cả những thiết bị em bán thì em chỉ bán duy nhất một số điện thoại là 01699 060 712 đấy. Còn ngoài ra nếu ai điện những số máy khác tới cho các bác mà các bác mua hàng thì lúc sau hàng kém chất lượng hoặc hàng không đúng thì không thể nói em được. Em bán duy nhất ở trên Zalo kết bạn cho em hoặc là điện trực tiếp cho em số điện thoại là 01699 060 712, em sẽ bán duy nhất một số điện thoại này thôi. Chứ không em đã bị hai trường hợp rồi. Khi xem video của em thì các bác có để lại số điện thoại nhưng mà người khác gọi. Thì có một hai bác bị dính mất hai cái bình và một người mất một cái inverter. Thì khi điện lại cho em, khi xem video của em điện lại số điện thoại thì hỏi em thì không phải số điện thoại của em. Là điện không liên lạc được. Điện cái số điện thoại bán không liên lạc được nên là em cũng lưu ý cho các bác là như vậy. Em chỉ chịu trách nhiệm em bán trên số điện thoại của em thôi. Chứ còn còn cái hàng này thì em test cho anh Hưng. Thì mai thì nếu bưu điện mà làm việc á thì mai em sẽ ra em gửi luôn cho anh. Đấy, còn cái 500W thì anh nói là anh đưa cho đứa em dùng. Thì anh muốn dùng cái này. Cái này về mà anh chơi một cái tivi, một quạt cỡ hai ba bóng và dàn nhạc của anh chơi thì vô tư, không phải nghĩ. Riêng hàng này dùng không bao giờ bị chập chờn. Cỡ tầm 1.400 hoặc là 1.500 thì không bao giờ bị chập chờn kích. Nhưng nếu anh mà muốn dùng cho cái kích này nó bền thì anh nên dùng cỡ tầm 1.000 quay đầu, 1.000W quay đầu, tại vì công suất của nó là 1.000W, cực đỉnh của nó là được 2.000W. Đấy thì hiện giờ em đang test cái này, đang chuyển chế độ nung đây, lên 87A đây. Cái này giờ đang bốc khói nha các bác. Đấy, cái này đang bốc khói nha. Đây, cái này là cái máy hàn nhiệt. Đây em nói cho các bác xem này, khói lên này, à, thấy không ạ? Đó. Đó. Thì giờ là chuyển sang chế độ thường thì nó lại nhảy lên 12V mấy. Dòng của nó là 11V mấy, 11V 9. Công suất của nó là 150W thì một cái quả, một cái bóng đèn. Đó, còn khi nào cái này nhảy sang chế độ nung thì nó sẽ lên hơn 1.000W. Và khi mà cái kia nhảy lên chế độ nung thì em bấm thêm những cái tải này để không xin lê gì cả. Đó. Không không xin lê để không bị ngắt quãng. Thì giờ em sẽ thử thử tí là nó nhảy lên chế độ nung, em sẽ thử một cái khoan thêm 750W nữa, 715W nữa coi kích nó có bị chập chờn. Video này hơi dài nha các bác. Thì em muốn chứng thực cho mọi người thấy, không mọi người nói là nhiều khi dùng nó bị chập chờn. Đấy, giờ đang chuyển lên chế độ nung nha. Thì bây giờ là đang 1.040W này. Em thử bật cái này thử coi các bác nhanh. À, em đã rút ra rồi. Em đã rút cái này, em cắm cái máy khoan đấy. Em sẽ thử cắm cái máy cắt vào coi. Không biết cái dây nó đâu. Đây cái dây của máy cắt đây. Thì bây giờ nó là chuyển sang chế độ thường rồi, em sẽ đợi. Đợi khi nào chuyển sang chế độ nung em thử coi nha. Nếu bật cái này lên nữa thì nó nằm vô gần 2.000W. Cỡ tầm 1.800W, 1.800W mà công suất này chỉ là 1.000W thôi. Hiện bây giờ kích đang hầm hầm nóng nên là hệ thống làm mát sẽ làm việc liên tục. Thì em sẽ đợi. Đợi cái này chuyển sang chế độ nung thì em sẽ thử bật coi các bác nha. Thử như thế này thì quá đạt yêu cầu rồi. Đấy. Thì cho anh Hưng về anh yên tâm. Thầy Thanh Hóa cũng là quê gốc của em. Hiện giờ em vào trong Nam rồi. Đấy, đây các bác nhìn để ý nha. Cái này chuyển sang chế độ nung này. Em thử ôi cái máy cắt này coi nó có chạy được không nha. Đấy, thêm một cái máy cắt nó dùng vào mô tư nữa các bác. Đấy, ampere nó lên 110 ampere rồi. Đấy, làm tắt này, không xin lê được cả nha. Đấy, cái này của nó là 715W nha anh Hưng nha, nên anh về anh dùng cái kích này thì anh không phải nghĩ. Đấy thì hôm nay là thứ bảy thì những bác nào á có đặt hàng của em trong thời gian qua thì nếu mà muốn mua bình của em thì chuẩn bị đến đây thì em sẽ có số lượng bình cỡ mười mấy cái, cả 150
120, 150, 120 và 100, có đầy đủ luôn. Nó mỗi loại nó cỡ 4-5 cái, thì bác nào xác định lấy bình của em á, tại có nhiều người đặt quá nên đôi khi người đặt thì lấy, người thì không, nên là em cũng không, nhiều khi nó cũng không không biết đường nào mà liên hệ lại được. Nên là bác nào mà xác định thật sự lấy bình của em thì đợt tới này em sẽ có lô bình nó đủ chủng loại, thì ai có nhu cầu thì có gì alo trước và đặt trước em nha, em về em sẽ test. Thì hai cái bình này á thì đã có chủ rồi đấy, và một cái của một anh ở ngã ba sông Thao á, thì hẹn em sáng mai tới lấy, nhưng mà chắc em tí em sẽ điện cho anh, em sẽ nhắn tin Zalo cho anh là chiều mai hả đến đấy, tại sáng mai em có công chuyện nên không ở nhà, thì chiều mai anh sẽ đến em sẽ giao. Thì đấy, em test cái này đã 20 phút thì video nó cũng dài, nên là em test cho anh Hưng như vậy là anh quá yên tâm rồi nha. Thì tí nữa em sẽ nhắn tin cho anh để anh vào anh xem video của em, và mọi người vào xem video của em nhớ đăng ký kênh của em nha. Em xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ và nhiều niềm vui nha. Xin chào.